Anh Dũng, tại sao lại nghĩ về em như vậy? Trong nhà này có người nói cho anh biết là em đã có tư tưởng đó. Hồng Đào nói với anh chứ gì? Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ em trả lời anh thế nào về việc chiếc nhẫn hột xoàn? Anh đã bắt em trả lời hàng chục lần rồi kia mà. Em nói là chiếc nhẫn để trên bàn rồi quên luôn, khi hay tin ba bị xe đụng chứ gì? Đúng là như vậy. Cho đến ngày hôm sau em mới sực nhớ đến chiếc nhẫn và hốt hoảng trở về tìm. Nhưng nó không cánh mà đã bay mất rồi. Em cho là trong nhà này có kẻ đánh cắp à? Em đừng có hồ đồ. Ở nhà này từ xưa tới giờ chưa hề bị mất cắp. Có lúc anh để tiền vàng trong tủ không khóa mà cũng chẳng bao giờ mất kia mà. Như vậy là anh vẫn có ý nghi ngờ em. Anh không hề nghĩ là em làm điều xấu đó. Nhưng em bán vật đính hôn để chia xài việc riêng là em thiếu tôn trọng chồng em. Em hiểu chưa? Anh không có bằng chứng để buộc tội em bán chiếc nhẫn xoàn. Đồng ý. Anh đồng ý là không có bằng chứng nhưng anh vẫn có quyền nghi ngờ. Anh Dũng, anh nghe em nói đi. Anh có thể nào tin được không? Khi nghe ba em bị nạn, em vội vã về ngay mà quên rằng trong người em tiền bạc chẳng mang theo. Vì muốn gặp ba nên cố đi bộ để tìm, vào đến tận nhà thương. Em ơi xót xa lòng khi người ta hỏi đứa một đồng một chữ cũng không. Em phải bán máu của em để có tiền bước đầu lo lắng cho ba. Dũng ơi, em đã nói thật lòng hay còn gì giấu anh? Anh không tin thì chiếc nhẫn kia em đã cạn lời. Anh vẫn còn mênh mang trong lòng, còn bán tin bán nghi. Anh Dũng, ba em chưa lành bệnh hẳn. Thật lòng em cố ý chờ anh về để xin giúp đỡ, nhưng chưa kịp hở môi thì đại quả quái ác xảy ra để đưa em vào con đường khốn khổ. Thôi được, em ở nhà anh đến thăm ba. Còn chuyện chiếc nhẫn tạm tin là em đánh mất. Nè, nếu mai này sự việc lại khác đi thì em đừng trách anh nghe chưa. Ai đã lấy cắp lá thư đưa cho anh Dũng? Hay là chính anh ấy đã tìm thấy? Còn chiếc nhẫn chắc chắn không phải là Hồng Kim rồi. Như vậy... Chị Dương, má gọi chị kìa. Má gọi tôi có việc gì vậy cô ba? Tôi đâu có biết. Má đang ở đâu hả cô ba? Ở trên lầu á. Kìa, má xuống kìa. Sao tôi nhờ con Đào nó gọi cô mà cô không có lên gặp tôi vậy? Dạ thưa má. Sao vậy? Tôi không có đáng để cho cô gặp phải không? Hay là cô nghĩ rằng cô có thai và cô sắp có con với thằng Dũng? Như vậy rồi cô tự ý tự chuyên, không còn tôn trọng ai nữa chứ gì, phải không? Dạ thưa má, cô đâu có dám như vậy. Tôi cho cô biết, dầu cô có một chục đứa con với thằng con đần độn khờ khạo của tôi, khi tôi không bằng lòng rồi á thì cô không yên với tôi, nghe chưa? Dạ nghe. Bộ tôi không có đáng mặt để nói chuyện với cô hay sao mà cô tiếc lời nói năng nghe cục dạ, mũi vậy? Dạ thưa má. Thôi đừng có thưa gửi gì hết á. Cô có bận gì không? Dạ thưa má không. Nếu hôm nay cô không bận thì giúp tôi một việc nha. Dạ. Tôi với con Đào đi công việc, cô và con Kim trông coi nhà được không? Dạ được thưa má. Ba cô đi Đà Lạt sắp về tới. Cô cũng biết tính của ổng ghét lụm thụm bê bối. Vậy tôi nhờ cô quét dọn mấy phòng ở lầu trên, nhớ xách nước cẩn thận chùi lau, xong rồi khô lên sân thượng, nhổ cỏ tưới nước mấy cái chậu hoa. Có bao nhiêu đó nhắm làm được không, hay phải bỏ tiền để mướn người ta
rồi nằm ngủ cho yên. Mẹ đã sai thì dù chưa có nhọc, tôi đâu dám để mẹ buồn phiền. Con biết mình là phận dâu con, phải luôn luôn cúi đầu vâng dạ. Được như vậy là tốt có nghe chưa? Chứ thứ lười biếng nhớ thay thì đừng hòng ở nhà này. Nè, nếu chịu làm thì hãy câm miệng lại, đừng bày đặt nhỏ to thêm bớt với chồng. Cho thằng quý tử của tôi phải đau lòng, nó mà mặt giận mặt hờn cô đừng có hờn trách tôi. Dạ, con vâng lời má dạy. Thôi đi má ơi, người ta sắp nhỏ lệ rồi kìa, không khéo thiên hạ họ nhìn thấy lại bảo là mẹ chồng mà khắc nghiệt với nàng dâu đó. Đi má. Đi. Trời ơi chị hai, chị có bầu mà xách nước lên lầu chi vậy không biết nữa. Mẹ bảo chị quét dọn mấy căn phòng trên lầu 3 và tưới qua trên sân thượng. Không có được đâu, để em xách giùm cho. Được mà, chị chưa có thấy mệt. Em để chị xách cho em coi nè. Trời ơi, chị hai, chị có sao không vậy? Chị hai ơi, tỉnh lại đi chị hai. Chị hai chị hai có sao không? Kim ơi, chị mệt quá. Trời ơi, em đã nói rồi, bụng lớn như vậy mà xách nặng chi không biết nữa. Kim, em làm ơn đưa chị về phòng nha. Trời ơi, chị đau bụng quá. Trời ơi, bây giờ tính sao đây? Kim ơi, dạ? Em đưa giùm chị đến bệnh viện đi. Chị mệt quá. Dần, để em đưa chị đi. Nhờ có bấy nhiêu mà làm cũng không xong, còn gieo dạ cho nhà này nữa chứ. Bộ má không biết hả? Má làm bộ trợt té để nhà mình mang tai tiếng là ác độc với con dâu. Mẹ này mẹ ghê lắm nè. Té con chút xíu à, chi mà là quan trọng lắm không bằng. Nó sẽ báo hại cái nhà này dài dài cho mà coi. Kìa, Kim nó về tới kìa. Sao, chị dâu của mày ra sao rồi? Dạ, chị khỏe nhiều rồi, nên sáng nay người ta cho chị xuất viện. Nhưng mà má cấm không cho chị về đây, nên con đưa chị về bển rồi. Dũng nó có biết chuyện đó không? Tối hôm qua anh hai con thức trắng trong nhà thương á, sáng nay anh về sớm nên anh không có hay. Dạ, hồi nãy cháu thấy anh Dũng còn ngủ trong phòng á. Ê, ông Kim. Gì? Đủ đại tao thấy coi bộ mày lo lắng cho chị dâu dữ quá ha. Được, cứ lo đi, rồi có ngày trung do trung phòng, báo cha báo mẹ không ai thương giùm. Chị nín đi, đừng có nói tên em không hứa cái giọng xỏ xiên nghịch đời. Hồng Kim nè, đừng nổi nóng làm gì, dù sao cũng là chị với em, thương nhau không hết, chứ nên rầy rà. Tôi thấy chị không có cần lên tiếng, và đừng bao giờ có mặt ở đây, chị ở nơi này chỉ thừa thải mà thôi. Vậy là Kim muốn đuổi tôi ra khỏi nhà hả? Chị nghĩ như thế cũng được. Hồng Kim, mày hổng hả? Mày có quyền gì mà mày đuổi người ta chứ? Nhà tôi không thích thì tôi đuổi à? Đồ mất dạy, ai xíu biểu mày ăn nói hổng màu vậy chứ hả? Mơ cứ chửi, cứ đánh con đi. Phận làm con nào dám đâu buồn than quan giận. Nhưng má ơi, con xin má hãy bình tâm nghĩ lại. Tại vì đâu hôm nay con đánh mất đi tình nhân hậu ngoan hiền. Tại sao vậy? Má cũng biết xưa nay con luôn kính trọng mọi người. Nhưng giờ đây trước cảnh trai tay gai mắt, con không thể nào ngậm miệng làm thinh. Tại sao người hiền lành chất phác như chị Dung mà lại phải gánh bao nhiêu điều tủi nhục? Má nghe đi con nói lên sự thật mà bấy lâu nay con lặng tiếng.
thật gì? Mày có giỏi thì cứ nói nghe coi. Chị đừng có thách tôi vô ích. Tôi sẽ nói, tôi nói hết cho anh Dung anh nghe. Chuyện chị và Mỹ Liên bỏ muối vô nồi canh, để cho chị Dung bị má hớt, hớt nguyên tô canh vô mình vậy đó. Ê, 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 con kia, mày có bằng chứng không mà mày vu khống cho bọn tao hả mày? Bằng chứng trong mắt tôi đây nè. Hành động hèn hạ của mấy chị, tôi thấy tất cả rồi. Ờ, à, Hồng Kim đừng có nói bậy à nghe. Ừ, đừng có nói bậy nghe chưa. Tao bụp cho mặt mày bây giờ à. Chị dám không? Chưa hết đâu chị. Ai đã đánh cắp chiếc nhẫn xoàng của chị Dung? Ai đã nhét lá thơ của chị Dung mà bạn trai của chị đã gửi cho chị hồi năm Thình Bảo Lục vào túi của anh Dũng chứ? Để gây sự hiểu lầm, Hồng chia Thúy rẻ quyên. Ai làm? Ai? Mấy chị trả lời đi chứ. Ê con kia, tao nín đi. Mày căn cứ vào đâu mà mày dám nói vậy? Chiếc nhẫn xoàng hiện giờ ở trong hộp trang điểm của chị Đào đó. Má vào coi, con nói đúng hay là không? Hả? Ai cho mày dám lục tủ riêng của tao hả con kia? Vậy chứ tại sao chị dám vô phòng của chị Dung đánh cắp chiếc nhẫn và bức thơ? Mày có im không mày? Chưa im được đâu chị à. Tôi biết chị và Mỹ Liên ganh ghét với hạnh phúc của chị Dung và anh Dũng. Tôi hỏi các chị, làm như vậy để làm cái gì? Tại sao các chị không thử đặt mình vào trường hợp gặp nghịch cảnh như chị Dung? Các chị sẽ sống làm sao? Thôi đi, mày lý sự nhiều quá, tao nghe không có lọt lỗ tai câu nào hết ráo á. Thôi sắp đến giờ bỏ hụi rồi đó, tao đi à. Tao đi qua nhà má ăn liên chút. Tụi bay ở nhà không có sanh giặc nghe chưa? Má đi thì con cũng lên lầu, ai thèm nói chuyện với mấy chị mà sanh giặc. Hồng Kim. Anh hai. Anh cảm ơn em đã nói lên hết sự thật. Thôi, em lên lầu nghỉ đi. Dạ. Chết, từ nãy giờ anh Dũng đã nghe hết rồi. Mỹ Liên. Dạ, dạ, anh gọi Liên. Cô là con sâu độc, là người mang đến cho gia đình tôi bao buồn phiền xáo trộn. Cô không xấu hổ hay sao mà còn ngấn mặt mỉm môi cười. Tôi có ngờ đâu bên ngoài cô giả thưa mềm mỏng, vậy mà bên trong lòng của cô lại quá thâm độc. Thật tôi không còn lý lẽ nào để diễn tả sự căm hận của tôi. Có gì đâu mà anh hai nổi nóng dữ vậy anh hai? Nếu em có chi lầm lỗi, xin anh hai thương tình đừng nặng nhẹ rẻ khinh. Bao nhiêu tiếng trách hận là bấy nhiêu lòng dạ em đau. Dù sao gia đình chúng mình cũng thân thiết với nhau. Tôi ghê tởm cô còn hơn loài hùm beo răng đào. Tại sao cô cố tình hãm hại Thu Dung? Cô nỡ dùng chính bàn tay của mẹ và em tôi để giết vợ tôi lần ngày mòn trong đơn đau tôi nhục. Cô hãy nói đi, đừng nghe che giấu chuyện của cô làm. Trời ơi, đến giờ phút này tôi mới thấy anh là một kẻ vô tâm. Anh không hiểu do đâu tôi làm như thế. Ôi thật tôi không ngờ, hy vọng nhưng chỉ hoài công. Anh hai ơi, anh có biết đâu trong khi anh vui tô hạnh phúc thì có người đêm ngày sầu tư khắc khoải. Vào ngóng ra trong mà nghe buồn bã trong lòng. Người ấy là ai sao anh nỡ vô tình? Nếu không thương thì cũng có một lời an ủi. Sao anh lại lạnh lùng như sương tuyết mùa đông? Đã vậy mà bây giờ còn làm như kẻ không quen. Tội cho Mỹ Liên bài châu ủ dung. Cô tí đi anh dù một câu thương hại, để chị Liên đẹp và vui lòng. Anh hai ơi, lời của em chứng có cao xanh, tình thương của Mỹ Liên
mãi mãi để dành cho anh. Nếu như duyên nợ không thành, chị Liên ở vậy cho đành và anh. Thôi nín đi mày, tao chưa bao giờ có cảm tình với Mỹ Liên, mày đừng có nhiều chuyện. Còn mày nữa, mày phải khai cho thật, nếu không mày chết mày với tao đó. Anh muốn em khai cái gì chứ? Ai ăn cắp chiếc nhẫn xoàng của Thu Dung? Dạ. Ai? Dạ. Ai? Dạ em. Được rồi, vậy là tốt. Chuyện chiếc nhẫn coi như đã rõ. Vậy ai đem lá thư của bạn trai Thu Dung nhét vào túi áo của tao? Dạ, cái đó là trò chơi của con Mỹ Liên á. Để hòng gây mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tao hả? Còn đứa nào? Đứa nào làm cái trò mất dạy bỏ muối vào nồi canh? Dạ. Đứa nào? Dạ. Đứa nào? Dạ em. Nhưng Mỹ Liên nữa, có nó nữa. Trời ơi. Mỹ Liên. Trời ơi thiệt, tao không ngờ mày mà. May quá, có má về cứu con. Mỹ Liên, má mày đi đâu hả? Khai thật đi, má mày trốn ở đâu hả? Má cháu ở nhà mà bác. Mày nói láo. Trời ơi, má mày vợ cũi của tao, má mày đi đâu? Bác nói lạ quá. Lúc cháu đến đây thì má cháu còn ở nhà mà. Trời ơi là trời, bạn bè thân như ruột thịt mà nó nỡ lừa đảo tôi nè trời. Mỹ Liên, chiếc riêng của mày đâu? Để cho tao siết để trừ nợ. Dạ, hôm nay má cháu không cho cháu đi xe nên cháu đi xích lô. Trời ơi, 100 triệu, tiền hủi của tôi, trời ơi, trời. Bác ơi, má cháu đã trốn đi rồi sao bác? Mày về nhà thì biết chứ cái gì. Trời ơi, thật như vậy sao? Má ơi, con có ngờ đâu má bỏ nhà ra đi chỉ vì nợ nần chồng chất. Vậy mà bấy lâu nay con cười vui trên nỗi đau của má. Con vẫn son áo quần sang cả má vì thương con mà lường gạt. Giờ đây má vướng lấy tội tình. Má ơi, con cứ ngỡ rằng nhà ta giàu có, mặc sức tiêu xài liêu lỏng rong chơi. Má ơi, con thương má biết bao nhiêu, nay má hiểu được ăn năn thì đã muộn. Biết làm sao cho má tôi thoát dòng tù. Thôi, mày đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ mày về tìm cho được má mày đi, rồi đến đây dàn xếp với tao. Chừng đó tao sẽ tính. Nếu không á, đừng có bảo rằng là tao tàn ác nghe chưa. Dạ, cháu cảm ơn bác. Dạ, cháu về. Mày ra giọng. Mày thấy tao mất trắng tay rồi mày khoái lắm sao? Mày im đi. Ê, im cái giọng cười quỷ quái của mày lại đi. Má, anh Dũng anh đã hay biết tất cả việc làm của con rồi. Như vậy là sao? Tao không hiểu gì hết trơn á. Má chỉ hiểu về tiền thôi chứ làm sao hiểu được gì khác. Thằng bất hiếu, mày nói với mẹ mày như vậy đó sao? Nếu con mẹ già này không lo toan mọi việc, không tính chuyện kinh doanh, không xoay sở ra đồng tiền, thì cái lũ tuổi mày phải kiếm sống làm sao? Có được phủ phê như thiên hạ hay chịu cảnh đói nghèo? Có bài kinh cũ rất xưa nay, con thiết nghĩ má hãy dẹp quách nó đi, chớ đừng đem ra đây mà tụng, nghe chỉ nhàm chán thêm thôi. Con muốn má nên sống thật thà. Mày nghe lời ai mà định chống lại tao? Ai bảo mày hôm nay làm loạn? Nếu biết được tao sẽ băm dầm nó ra. Dũng, bây giờ mày muốn gì? Tao cấm mày không được làm giặc nghe chưa? Con xin lỗi má, vì không dằn được cơn tức giận,
Khi liên tưởng đến vợ con, thời gian qua đã chịu trăm cay ngàn đắng. Ôi thân phận làm dâu vợ con phải đâu gây ra lầm lỗi mà cứ mang nhiều nỗi đau buồn. Trước đây chính con cũng chưa thấu đáo ngọn nguồn, nên vô tình tạo cho Dung thêm sầu khổ. Vậy mà nàng vẫn chịu đựng không than: má ơi, nếu má thật sự thương con thì má hãy thương dâu của má, má hãy hứa đi cho con yên dạ. Nghĩ đến nàng con có ngăn dòng nước mắt. Thật tình trong tâm tâm của má không ghét bỏ gì vợ con, nhưng trước đây má lỡ hứa kết tình xuôi gia với gia đình Mỹ Liên, do con cãi lời nên bao nhiêu tức giận má lại đổ trút vào Thu Dung. Giờ đây thì đã hết rồi con ạ. Con biết cũng vì quá thương con mà má ngầm lựa chọn, ngầm ước mong con có vợ sang giàu. Nhưng má ơi, trong tình yêu không có giai cấp sang hèn. Vì hèn giữa sang đâu là vĩnh cửu, tất cả không còn khí qua cuộc biên thiên, mà chỉ có đạo đức nghĩa nhân mới là bảo vật đang cho ta gìn giữ. Thu Dung chính là vợ hiền dâu tháo con đã chọn rồi, người bạn trăm năm. Anh hai, em có lỗi với anh chị nhiều quá, em hối hận vô cùng. Má, cô xin phép má cho con qua nhà xem vợ con ra sao nghe má. Thì con cứ qua bển liền đi chứ còn phép tắc gì nữa. Con đi trước đi, má biểu con Đào á chở má qua đó xin lỗi anh xui. Dạ con đi nghe má. Đào. Dạ. Sửa soạn đi con. Kim à. Dạ. Dạ má kêu con. Nè, coi chừng nhà má đi rước chị hai con về đó nha. Thiệt hả má? Như vậy là con quan hôn má đó. Mồ tổ mày. Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Con. Dung. Dung con. Dung à, bình tĩnh lại em. Bác sĩ ơi, con tôi chết rồi phải không? Con tôi chết rồi phải không bác sĩ? Dung. Ôi đứa con thân à, yêu tôi đợi tôi chờ từ lâu à, lắm mong muốn con trẻ ra đời cho hạnh phúc thêm tuyệt vời. Nhưng nay con của tôi à, đâu sao nó lại chết à, đi cho mẹ con phân à, ly. Con ơi chớ quá đau à, buồn con chuyện ơi. Đã qua rồi con hãy quên đi, kẻo qua bình tình trở lại thêm nguy. Dung, do Dung bị té mà ảnh hưởng đến bào thai, nhưng cũng còn may là bác sĩ cứu được em, nếu không thì còn khổ nữa. Như vậy là con tôi đã chết thật rồi. Con ơi con. Dung, Dung à, bây giờ con thấy trong người con như thế nào à, hay là để ba đưa con trở vô bệnh viện nha con. Ba. Không, không sao đâu ba. Con chỉ mê sảng một chút thôi. Ba ơi, ba cho con xin miếng nước, con khô cổ quá. Dung à, nước đây nè Dung.
anh Nhật Quang. Anh đến thăm em đó à? Sáng này nó có đến đây, tình cờ nó thấy con bệnh cho nên nó ổ luôn cho tới bây giờ đó. Mẹ con mất sớm, con là niềm vui của ba trong suốt cuộc đời này. Vậy con hãy ráng mạnh lành để được mãi mãi ở bên ba nghe con. Ba, đau lòng nay ba ơi, con lớn lên trong tình thương của ba, làm sao trả ơn sanh thành. Lòng con xuống sang sống chỉ cho lòng thêm đau, muốn lìa thế gian mà đi, con sống đây một ngày chắc ba không thêm gì con. Ba ngàn đời thương con không trách không than, do số con vô phần tội tình gì đâu, con hãy vui lên đi. Lời bác rất thật tâm, dung chớ buồn mà nên hiểu rằng em chết rồi còn đầy nỗi sầu trên con đời người cha nát lòng. Em đã làm buồn ba rất nhiều, lẽ nào em đành mãi thế sao anh? Con ơi, nếu ai hiểu được vì sao mùa hạ khô khan, còn trời chuyển sang đông khắp nơi lạnh lẽo, thì còn ai hỏi do đâu cha mẹ thương con vô bờ. Có thể chết đi để đổi cho con hạnh phúc yên lành. Đó là lẽ tự nhiên mà tạo quá đáng bài. Xưa nay có bao giờ nước kia chảy ngược cương đời, nước đổ từ ớt thấy cuộc đời con lẫn lẫn lao đao. Tuy không nói nhưng ba đã từng em nhỏ lệ khóc thương con mình hồng nhan bạc thần, chớ phải ở đâu ba phiền đành tớ giận hờn. Ba ơi, con bất hiếu quá, con chưa hiểu hết lòng dạ của đấng sanh thành. Quả tình thương của mẹ cha đối với con mình ví như sông dài biển rộng. Hiểu được rồi thì con hãy vui lên, đừng buồn phiền nữa nghe con. Con không buồn nữa đâu, con phải sống để trả hiếu cho ba. Thu Dung ơi, anh vô cùng đau xót khi thấy em trong cảnh tình này. Nói gì đây cho tí càng lời, thôi thì mỗi người có riêng một số phận, ta hãy vui lòng chấp nhận mà thôi. Anh biết anh phải làm gì nên đâu dám mơ ước xa xôi. Ước mơ không tròn thì hãy xem nhau như bè bạn, là một cô gái ngoan hiền hiếu hạnh thì chắc chắn cuộc đời em hết khổ thôi đau. Chúc lành cho em, sẵn đây em thành thực xin lỗi anh. Không, Dung không có lỗi làm gì cả. Có, Dung có lỗi đã làm cho anh buồn phiền đau khổ. Đó là kỷ niệm đẹp trong đời anh, anh chưa khi nào có ý hờn giận em. Cảm ơn anh đã biến thứ kỷ niệm đắng cay thành kỷ niệm đẹp trong đời. Dung cảm ơn anh
gì anh cao thượng quá. Dung, Dung hãy nằm nghỉ đi, đừng có nói chuyện nhiều như vậy. À Dung à, con nằm nghỉ đi, anh con nói phải đó. Nè con nằm nghỉ đi cho đỡ mệt rồi ba cho con uống thuốc ha. Ba ơi, tại sao chồng con không đến thăm con hả ba? Có lẽ anh ấy đã giận con rồi. Ờ à, không, ba thấy chồng con thương con nhiều lắm đó, chứ không có giận hờn gì con đâu. Ba ơi, anh ấy giận con vì con đã đánh mất chiếc nhẫn cưới. Dung, Dung, anh đã đến đây với em nè. Dung ơi, anh có lỗi với em, anh thương em vô cùng. Anh Dũng, anh đây, anh đây. Em thấy trong người có khỏe không? Em khỏe nhiều lắm, mà còn vui nữa vì đã có anh bên cạnh. Dũng à, con cần nên an ủi vợ con nghe. Dạ. Trông con lắm đó. Dạ. Anh Dũng, anh còn nhớ tôi không? Quang phải không? Ngày xưa chúng mình học chung trường phải không? Phải. Và Dung chỉ là bạn học của tôi. Anh Dũng à, qua cảm nhận tôi thấy Dung là một người vợ hoàn toàn. Dù trong lúc nằm trên giường bệnh, Dung cũng thường gọi tên anh. Dù hơi thở mỏi mòn với tất cả tình thương của người vợ thủy chung, bệnh tình của Dung chỉ có anh mới cứu được nàng. Đây là bệnh tinh thần, chính anh là lương y. Bà cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong ở con sao trước trọn lòng, hãy xứng đáng một người chồng cho gia đình được yên vui. Con xin lỗi ba vì vô tâm nên ở để cho ba buồn. Vợ con tiều tụy thân hình, con qua đổi ăn năn. Còn với anh Quang giờ đây mình đã hiểu nhau rồi, không còn chi oán trong lòng, chúng ta hãy xem như bạn hơn. Bệnh tình dường như đã tiêu tan. Có thật vậy không em? Dung hãy nói đi để cho anh được chia sẻ niềm vui. Nói đi em. Tôi đã bảo với anh rồi, chỉ có anh mới là thầy thuốc duy nhất giúp cho bệnh tình vợ anh chóng lành mà thôi. Ý, thằng Quang coi vậy mà sành tâm lý dữ à. Dạ thưa bác, cháu chỉ đoán mò, nhưng không dè hôm nay trường hợp này lại trúng phốc. Cháu ghé đây thăm bác và Dung, giờ có việc phải đi. Xin chúc gia đình bác được luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ. Chào anh Dũng. Khi nào anh trở lại thăm chúng tôi? Hiện giờ tôi đang làm việc với tỉnh. Nếu có dịp công tác trên này, tôi sẽ ghé thăm bác hai và vợ chồng anh. Cảm ơn anh đã có lòng nghĩ đến vợ chồng em. Để bác đưa cháu ra cổng nha. Dạ. À, Thu Dung à, anh đã tìm thấy chiếc nhẫn rồi. Đã tìm thấy? Ở đâu vậy anh? Hồng Kim tìm thấy trong hộp trang điểm của Hồng Đào á. Chiếc nhẫn đã được tìm thấy, có nghĩa là em đã được giải quan, có phải không anh? Phải. Qua rồi những tháng năm dài, buồn riêng em gánh, đau riêng chỉ mình em mang. Giờ đây mình có nhau trong đời, chia sẻ mặn nồng ta nói thương nhiều em ơi. Lời anh làm em thấy vui vui, thầm dài gian đất trời thổ dùng nỗi đau đời em. Trời đã thương chúng mình mới dành nắm em ngày nay.
rằng hồng nhan đã trưng là bạc phân. Mẹ chồng không thương em chồng ghét bỏ, còn anh thì nghĩ quan lạnh nhạt duyên tình. Căn bệnh không hiểm nguy mà em nghe như sức kiệt hơi tàn, nhưng từ giây phút có anh bên cạnh nào có trổ nụ đơn quơ, mà em trông chung như đang que màu rực rỡ. Anh có hiểu gì sao lòng em hớn hở, ôi tình yêu sao kỳ diệu nhiễm màu. Khi cuộc đời buồn chán thì người ta chỉ muốn tìm cái chết, nhưng khi đời tràn đầy hạnh phúc thì người ta lại tha thiết muốn sống, muốn níu kéo cuộc đời. Dung, Dung ơi, anh hiểu và rất yêu em. Dung ơi, chỉ ngần ấy thôi là em mãn nguyện rồi. Dung ơi, người ta đã vì yêu mà đau khổ, nhưng khi được yêu thấy hạnh phúc tuyệt vời. Tình yêu là thứ thần dược nhiệm màu, chính anh đã cứu em thoát khỏi tai thần chứ, thoát khỏi nỗi buồn trong trại cô đơn. Dung ơi, từ đây anh mãi là ngọn lửa ấp yêu, sưởi ấm trái tim em để không bao giờ giá lạnh. Vòng tay ái ân nồng nàn sâu đậm sẽ nâng niu hạnh phúc đời mình. Em là lá úa khô cằn, được anh dùng quen cho xanh sắc màu thân là cánh chim tôn trời. Mưa gió dập dùi em tường chia lìa đôi nơi, ngờ đâu giờ gió mưa qua nhanh, trời đã đông nắng hồng tỏa màu để cho đời vui. Nhìn thấy em mỉm cười thỏa lòng trái tim nhẹ rung. Cây đã tươi xanh cánh chim còn lạc lòng, em mong sao ta giữ trọn câu thề. Đấng quá công đã thôi không còn thử thách số phận, nhan hồng có lẽ đã được buông tha. Mẹ không thương em vẫn còn lo sợ, em yên lòng mẹ đã hồi tâm. Hồi tâm thiệt không? Chị xui đến kìa. Trời ơi, sao tao hồi hộp quá tụi bay ơi. Anh Dũng ơi, hả? Em sợ mẹ lắm. Anh hãy về đi, nếu không thì chắc cha con em chẳng được yên thân. Dũng ơi, Dũng, vợ con đâu rồi Dũng? Má ơi má, vợ con đây nè má. Dũng ơi, con mẹ đến với con đây con. Mẹ ơi, con lại mẹ hãy thương con. Đứng dậy đi con dâu ngoan của mẹ. Dung ơi, giờ đấy mẹ vô cùng xấu hổ, con mới thật là nàng dâu mẹ chờ mẹ đợi. Vậy mà từ bấy lâu nay mẹ ngoảnh mặt cho đành. Có muộn lắm không con, cây cầu con ơi, do có lung lay mới biết cùng bách cưng, lỡ có thở vàng mới biết được chất vàng cao. Qua những tháng năm
dài lẫn đần lao đao. Giờ đây con mới thật là dâu cưng của mẹ. Dung ơi mẹ ôm con vào lòng cho thỏa dạ, ôm một nàng dâu đức hạnh ngoan hiền. Chị hai, chị hai ơi, em trót lỡ dạy hỗn hào ngang ngược đã làm cho chị tức tưởi buồn đau. Nhìn chị đây em không biết nói sao, chỉ mong rằng chị thứ lỗi cho em. Hồng Đào em không có lỗi gì hết. Chị thương em lắm. Chị hai, mẹ ơi, phận làm dâu con đâu dám trách hờn mẹ. Được mẹ thương yêu là con mãn nguyện lắm rồi. Mẹ nghe vợ con nói gì không? Ôi lời nói sao mà dễ thương hết biết à. Anh này, nè, đã nói thương thì phải thương cho trọn kiếp. Chứ sau này bày đặt lén phén với cô nọ cô kia bỏ bê vợ nhà thì tôi từ cậu luôn đó nghe chưa. Má, má đừng lo, có một người vợ tuyệt vời như chị Dung, chừng nào anh hai con mới dám lạng hoạn má. Dạ chào chị Xui. Chị Xui mới đến hả chị Xui? Dạ mới đến chừng tiếng đồng hồ à anh Xui à. Dạ chị đến một tiếng thì tôi cũng một tiếng đứng núp ở trong buồng không dám bước ra. Ủa sao vậy anh Xui, làm gì mà anh núp ở trong đó? Dạ núp ở trong nhưng mà trong bụng tính hai chuyện. Thứ nhất nếu mà chị Xui còn giận dỗi tỏ ra không thương con gái của tôi thì tôi trốn luôn ở trong đó để cho chị Xui tự do mà định đoạt. Còn nếu như chị Xui làm quà vui vẻ thì tôi giàu nghèo nha chị Xui, nhưng mà cũng nhất định đãi chị Xui một bữa cơm thanh đạm. Ba ơi, má con kể từ nay đã biết thương vợ con rồi. Vậy thì tụi bay còn chần chờ cái gì nữa mà không chịu chạy u xuống bếp dọn cơm canh lên đây để tao với bà chị để tao với chị Xui ngồi ăn chung cho nó vui. Rồi sau đó nhà ai nấy ở. Dạ để con đi dọn. Ý đâu có được, chị còn bệnh mà, chị để cho em. Chị Xui, mời chị Xui ngồi ạ. Dạ dạ mời anh Xui ạ. Dạ thưa ba, xong rồi ba ơi. Xong rồi thì các con cùng ngồi ăn cho nó vui nhà vui cửa. Dạ mời chị Xui. Dạ dạ mời anh Xui ạ. Ăn đi các con. Dạ. Ăn đi. Mẹ chồng em dâu